Dạ vâng, lời đầu tiên em xin phép được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhất Long Audio, có địa chỉ là ngõ 14 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số điện thoại là 0354488888. Cũng như video clip ngày hôm trước, em vừa giới thiệu cho quý vị và các bạn chiếc âm ly đài của hãng sân sôi 1000X và 2000X. Và clip ngày hôm nay em xin được ghép và test chất âm của chiếc sân sôi 1000X với cặp loa của hãng Pioler CS99A cùng với chiếc đầu CD của hãng Mazang. Và cũng không để mất thời gian của quý vị, em cũng xin được quý vị cùng thưởng thức chất âm của combo này. Vâng, quý vị và các bạn vừa được thưởng thức từ chất âm của một combo loa Pioler CS99A và chiếc âm ly đài của hãng Sansui 1000X và ghép cùng với chiếc đầu CD của hãng Mazang. Cũng như quý vị và các bạn yêu thích kênh, đừng quên ấn cho em một nút đăng ký ở góc phải bên màn hình để được nhận những video mới nhất hay là sản phẩm mới nhất từ bên em. Hoặc quý vị có thể các bạn liên hệ theo số điện thoại 0354488888. Và video clip ngày hôm nay em cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.